Hôm nay em xin gửi đến mọi người mình một tin vui. Đó là em có một mạnh thường quân Việt Kiều Mỹ 11.300.000. Rồi nhanh tiền. Cũng xin gửi lời cảm ơn đến với bà con cô bác mình đã bấy lâu nay luôn luôn tin tưởng theo dõi. Nhớ đăng ký cái kênh YouTube Người Vợ Công của em nha. Hello. Dạ, chào mừng bà con đã đến với Người Gò Công nha. Dạ, thưa cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì hôm nay em xin gửi đến mọi người mình một tin vui. Tin vui nha. Đó, tin này không thể nào vui hơn trong những ngày cuối năm 2021. Đó là gì? Đó là em có một mạnh thường quân là tên là Trí Việt Kiều Mỹ. Dạ, có gửi về cho em một số tiền, đó là 11.300.000, thì khoảng tương đương với cũng 500 đô la Mỹ. Dạ không phải là gửi cho em nha, mà gửi cho ai? Rồi em cũng xin chia sẻ đến cả nhà mình được biết là bạn Trí này có xem những cái video mà em đã có đăng lên, tải lên ở trên YouTube, Facebook á quý vị. Dạ. Rồi bạn Trí cũng chia sẻ là thật sự là bạn rất là đồng cảm với những hoàn cảnh bà con ở Gò Công mình đang khó khăn. Dạ. Và bạn có mong muốn gửi những phần quà là những số tiền tuy nó không có nhiều nhưng là thật là nhiều tấm lòng của bạn và gia đình của bạn muốn gửi đến bà con cô bác mình. Dạ, thì trước mắt là bạn nhờ em gửi đến cho khoảng 4 hoàn cảnh. Thì 4 hoàn cảnh đó là 4 hoàn cảnh nào? Thì em xin giữ bí mật. Cô chú anh chị mình hãy đón xem những cái video sắp tới để xem những hoàn cảnh bà con nào mà em sẽ đến trao lại những phần quà, số tiền này. Ha? Lâu mình phải tạo cái sự bí mật chút chút nha. Còn bây giờ em xin mời cô chú anh chị và các bạn mình cùng với em đi đến ngân hàng Sacombank để làm gì? Mình có thẻ rồi. Đó, đây em cho mọi người thấy cái thẻ của em đây. Cái thẻ rút tiền của em đây. Thì mình sẽ đến mình tới cái ATM á, máy rút tiền á, mình rút tiền. Dạ. Yeah. Thì cái ATM ở ngân hàng Sacombank á, nó cho rút mình tối đa là 10 triệu. Thì bây giờ em sẽ rút 10 triệu trước ha. Rồi nay mai mình sử dụng hết 10 triệu đó, mình sẽ tiếp tục rút thêm 1 triệu 3. Đó, em đang sao kê cho quý vị đó. Sao kê. Dạ, sao kê tài khoản nha. Rồi, bây giờ mình cùng đi đến máy rút tiền ATM Sacombank. Let's go. Thank you.
Dạ bà con ơi, em mới vừa đi rút tiền về đây nè, 10 triệu. Ok thì có tiền rồi. Dạ thật sự là em xin thay mặt bà con ở Gò Công Đông này gửi đến bạn Chí và gia đình một lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn và cuộc sống luôn luôn bình an. Thì sắp tới em sẽ gửi những số tiền thì bạn Trí đã nói em rồi, gửi những gia đình nào số tiền là bao nhiêu, thì em hy vọng số với số tiền đó tuy nó không có nhiều nhưng đó là thực sự là một món quà. Quý vị cứ nghĩ đi, là một món quà giống như năm mới mình có quà, đón năm mới rồi mình có quà nhé. Thì đó là hy vọng với món quà này gia đình bà con, gia đình bà con mà đang gặp khó khăn á sẽ cảm thấy vui hơn, có nhiều động lực sống vui hơn để mình tiếp tục mưu sinh cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhân đây em cũng xin gửi lời cảm ơn đến với bà con cô bác mình đã bấy lâu nay luôn luôn tin tưởng, đã quan tâm, ủng hộ và đồng hành cùng với người ở công để đem những phần quà, để đem những niềm vui đến với bà con cô bác mình. Để mình làm gì? Để nhận nụ cười. Bởi vậy em mới nói đem niềm vui đến, nhận nụ cười về. Thôi em xin kết thúc cái video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị mình và các bạn đã theo dõi. Nhớ đăng ký cái kênh YouTube Người Gò Công của em nha, để xem những video mới nhất. Và đặc biệt để xem những hoàn cảnh bà con nào sẽ nhận được những món quà là số tiền này đây nhé. Rồi hẹn gặp lại. Chào bà con, hẹn gặp lại. Bye bye. Thời gian cứ trôi, tình người còn mãi.